Chào mừng tất cả quý vị, anh chị, cô chú và tất cả các bạn trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Mình xin kính chúc cho tất cả quý vị, anh chị, cô chú và tất cả các bạn có một ngày mới thật là hạnh phúc, vui vẻ bên người thân và bạn bè. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Tham quan nước Mỹ Channel, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là nút đăng ký kênh để mỗi khi mình ra video mới, bạn là người đầu tiên nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Để cập nhật thông tin về việc Việt Nam mở lại đường bay thương mại quốc tế thì hôm nay mình xin chia sẻ cũng như là giao lưu đến tất cả quý vị và gửi đến quý vị những cái thông tin mới nhất về những cái chuyến bay vào cuối tháng 4 cũng như là qua tháng 5 năm 2021. Trước khi vào đi vào những cái đề tài về những cái chuyến bay thì mình xin giới thiệu qua về cái dịch vụ bên mình. Văn phòng dịch vụ chuyên nhận làm các dịch vụ lãnh sự cho công dân Việt Nam như làm cái hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, kể cả những cái hộ chiếu đã hết hạn từ lâu, cấp mới hộ chiếu Việt Nam trong trường hợp hộ chiếu của khách đã bị mất hoặc hư hỏng, xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho các khách sang Mỹ từ lâu mà chưa bao giờ có hộ chiếu trước đây, chỉ có các giấy tờ Việt Nam như giấy khai sinh, giấy thông hành, các passport Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam, visa 5 năm miễn thị thực, visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, các giấy tờ ủy quyền tài sản, mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế, các loại ủy quyền khác, hồ sơ công hàm độc thân để kết hôn tại Việt Nam, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Dịch vụ bên mình nhận đổi những cái bằng lái xe quốc tế. Thí dụ như quý vị có bằng lái ở Mỹ thì mình sẽ đổi thành bằng lái xe quốc tế để quý vị đi về Việt Nam, hoặc là quý vị đi qua những cái nước khác thì quý vị cũng có thể lái xe được, như đi qua Hồng Kông, Việt Nam hay du lịch ở đâu đó, quý vị có quyền mướn xe và có thể lái ở nước đó luôn nha quý vị. Nhiều dịch vụ lãnh sự khác như phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam. Dịch vụ bên mình cũng chuyên lo hồ sơ về di trú, lo tất cả những cái hồ sơ bảo lãnh để định cư Mỹ, hồ sơ về bảo trợ tài chính. Mình làm những cái hồ sơ cho những quý khách nào bị low income, cần người bảo trợ tài chính, cần người cô sai để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, cũng như là đại lý vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam và từ Việt Nam qua Mỹ. Nếu như mà quý vị, anh chị, cô chú nào mà có nhu cầu về những cái dịch vụ về di trú cũng như là làm hồ sơ, cần làm một cái hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, hay là cần những cái vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam, từ Việt Nam qua Mỹ, thì hãy liên hệ em nha quý vị. Sau khi mà em chia sẻ đến quý vị xong, lúc nào ở cuối video em cũng đọc cái số điện thoại của em, cho nên em xin mời tất cả quý vị, anh chị, cô chú và tất cả các bạn hãy theo dõi cái video cho đến lúc phút cuối nha. Mình sẽ đọc cái số điện thoại ở lúc gần cuối, mình sẽ đọc cái số điện thoại để cho quý vị nào có nhu cầu thì vui lòng hãy liên hệ mà kết nối mình ở cái số điện thoại dưới đó nha quý vị. Em xin chia sẻ đến quý vị cái chuyến bay chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam á, vào ngày 28 tháng 4 và ngày 7 tháng 5 như sau. Nhận khách nhập cảnh chuyên gia vào tháng 4 và tháng 5. Người nước ngoài, người Việt có quốc tịch và hộ chiếu nước ngoài, người Việt muốn hồi hương, bao gồm trọn gói đường bay, vé máy bay một chiều, công văn chấp thuận của văn phòng chính phủ, công văn của sở y tế, công văn cục xuất nhập cảnh, khách sạn cách ly 3 sao, bao gồm ăn 3 bữa một ngày, xe đưa đón y tế tại sân bay, về khách sạn để cách ly, phí xét nghiệm COVID tại Việt Nam, chuyên gia cho các công ty tại 63 tỉnh thành, đã nhận hồ sơ là được duyệt. Trong cái thời điểm hiện tại bây giờ thì em đang có giá vé máy bay rất là tốt, phù hợp cho những quý vị, anh chị, cô chú nào mà có nhu cầu đã chờ đợi thời gian bấy lâu nay muốn trở về nhưng mà giá trước đây quá cao, không có về được, thì bây giờ tương đối giá nó cũng mềm rồi và tương đối nó cũng tốt rồi, thì ai có nhu cầu đi về thì hãy liên hệ em nha quý vị. Trong cái tháng 4 này á, em còn cái chuyến cuối cùng mà em hiện tại đang nhận khách trong vòng 4 ngày nữa sẽ đóng sổ, đó là ngày 28 tháng 4, và cái chuyến tiếp theo đó là ngày 7 tháng 5.
Nếu như quý vị anh chị cô chú nào mà có nhu cầu để đi về Việt Nam trong cái thời điểm này thì hãy liên hệ em ở cái số điện thoại, một lát nữa em sẽ đọc cái số điện thoại thì quý vị cố gắng ghi lại, và ai có nhu cầu thì liên hệ em giùm nha. Thì trong mấy ngày nay thì ngày nào em cũng nhận được cái câu hỏi của quý vị gửi đến. Tất mấy ngày hôm nay thì em nhận được cái rất là nhiều câu hỏi của tất cả quý vị anh chị cô chú ở 50 tiểu bang gọi về và hỏi em là đã chích ngừa rồi, bây giờ thì có phải cách ly nữa hay không? Rồi có phải test Covid trước khi bay hay không? Thì xin thưa đến quý vị là hiện tại ai đã chích ngừa rồi thì vẫn phải cách ly bình thường, và cái hãng máy bay người ta yêu cầu mình phải test Covid trước khi mình lên máy bay, chứ người ta không có yêu cầu mình là phải chích ngừa. Mình chích ngừa là để cho mình không có bị nhiễm thôi, mình phòng ngừa cho bản thân mình thôi, nhưng mà về cái phần mà mình đi máy bay về Việt Nam là cái hãng máy bay người ta không có bắt buộc mình phải chích ngừa mới được bay, mà người ta yêu cầu mình phải test Covid trước khi mình lên máy bay nha quý vị. Cho nên quý vị cố gắng lưu ý giùm em ở cái điểm này, rất là nhiều người đặt câu hỏi cho em ở cái chỗ này nha quý vị. Thì khi bên em làm việc là em sẽ phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, hoặc là những anh chị cô chú nào Việt kiều đang sinh sống ở những nước khác như là châu Âu, hoặc là bên Trung Đông, hoặc là những cái nước Đông Nam Á, Úc, Canada, thì em đều có vé để cho quý vị đi về Việt Nam hết nha quý vị, không riêng gì ở thị trường của Mỹ. Và em cũng phục vụ cho tất cả cộng đồng người Việt Nam ở 50 tiểu bang trên nước Mỹ, cho nên quý vị anh chị cô chú mà ở những cái tiểu bang xa đó thì cứ hãy có nhu cầu mà đi về Việt Nam trong cái thời gian sắp tới đó thì hãy liên hệ em ở cái số điện thoại là 7142448834. Em xin nhắc lại nha quý vị, số điện thoại của em là 7142448834. Và quý vị ở khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ, nếu quý vị có những cái thắc mắc gì, tư vấn về những cái vấn đề về giấy tờ về di trú, hay là những cái vấn đề về vé máy bay, thì hãy liên hệ gọi em ở cái số điện thoại trên nha quý vị. Quý vị anh chị nhớ kết nối giùm em cái số điện thoại của em mới vừa đọc á với ở Viber và Zalo giùm em nha quý vị. Em sử dụng Viber và Zalo, thì quý vị kết nối giùm em ở cái số điện thoại đó để em có mai mốt mà em có đi travel ha, cái gì đó mình cũng có thể kết nối để hỗ trợ nhau những lúc mà mình cần nha quý vị. Thì trên tinh thần á, là chúng ta là cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ ha, cũng như là những quý vị nào có nhu cầu làm về di trú hay là cần vé máy bay hay là cần những cái giấy tờ về bảo trợ tài chính thì cứ hãy liên hệ em ở cái số điện thoại trên nha quý vị. Luôn luôn lúc nào cũng mà phục vụ quý vị tận tình, và nói chung em có thể hỗ trợ được gì là em sẽ hỗ trợ cho quý vị hết mình. Em tư vấn cho quý vị những cái gì mà quý vị cần thì trước lạ sao quen, khi mà chúng ta chưa biết nhau thì là những cái người lạ với nhau đúng không, nhưng mà khi chúng ta làm việc với nhau, biết hiểu biết nhau hết rồi á thì coi như là bạn bè của nhau, coi như người thân của nhau, để hỗ trợ nhau những lúc khó khăn ở xứ lạ quê người. Hiện tại bây giờ em biết rất là nhiều người đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính để mà mua cái vé đi về Việt Nam. Cái vấn đề này hiện tại bây giờ thật ra em hiểu có rất là nhiều cô chú lớn tuổi không có việc làm, cũng như là cái điều kiện rất khó khăn để mà mua được một cái vé máy bay mấy ngàn đô để về Việt Nam trong cái thời điểm này. Cho nên có nhiều khi cũng muốn chia sẻ đến quý vị để cho quý vị hiểu được là nếu như mà sau này khi mà những cái đường bay thương mại nó mở lại rồi đó, có vé tốt thì em lúc nào cũng ưu tiên cho tất cả những cái người khách hàng thân thuộc của em từ hồi xưa giờ ủng hộ theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em trong thời gian qua. Em bán vé máy bay đó trong mùa dịch và cũng như những cái mùa bình thường em vẫn bán vé máy bay, chứ không phải là chỉ bán mùa dịch thôi nha quý vị. Tất nhiên là sau này khi mà cái mùa dịch này nó đã qua đi hết rồi, mọi thứ trở lại bình thường thì em vẫn bán vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam, từ Việt Nam qua Mỹ. Mong rằng quý vị anh chị cô chú ủng hộ em nha. Em xin chân thành cảm tạ đến tất cả quý vị anh chị cô chú và tất cả các bạn.
đã ủng hộ kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Và nếu quý vị, anh chị, cô chú cảm thấy video của mình hữu ích cho người thân, bạn bè và gia đình, hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video giùm mình nha quý vị. Để một ai đó đang cần những cái dịch vụ về di trú cũng như bảo trợ tài chính, hoặc là cần chuyển tiền từ Mỹ về Việt Nam, hoặc từ Việt Nam qua Mỹ, hoặc là cần mua một cái vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam, từ Việt Nam qua Mỹ, thì hãy liên hệ mình ở cái số điện thoại 714 244 8834. Mình xin nhắc lại 714 244 8834. Quý vị hãy kết nối với mình bằng Zalo hoặc là Viber dùm cho mình có số điện thoại trên nha quý vị. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, anh chị, cô chú và các bạn rất nhiều. Và mình cũng xin thông báo là mình sẽ làm trên 50 tiểu bang nước Mỹ để mà hỗ trợ tất cả quý vị, anh chị, cô chú và các bạn có nhu cầu mua vé máy bay hay là bất cứ một cái giấy tờ nào về di trú nha quý vị, chứ không có riêng gì ở tiểu bang California. Mình xin cảm ơn tất cả quý vị, anh chị, cô chú khắp nơi, ở tất cả những nước khác, cũng như là quý vị kiều bào đang sinh sống trên 50 tiểu bang của nước Mỹ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.